Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Dạo này Heo mệt quá, như đi làm về chứ là làm clip đâu cũng chua quá nên là cũng ít ra mấy video game quăng bích này nọ. Nhất là con này hôm nay cũng có chơi nhưng mà chơi ngu các bạn. Ừ, chơi ngu nên là tột lực chiến với lại kiểu mình đang chờ cái event nào đó nó tích nạp đồ này nọ để ra lụm bộ san các bạn ơi. Với lại sẵn tiện thì hôm nay có một số cái event cũng khá ngon ha, nên là tiện tay là vào lụm để coi event ngon thì lụm. Nhưng mà trước mắt thì có hình như là thâu tóm hải tặc lại các bạn. Hey, nói chung thì thâu tóm hải tặc thì cũng không có gì nhiều. Nó chỉ có một rương trang bị hình như là Kaido cam hay gì á. Nhưng mà giờ đồ cam thì heo cũng rất là cần luôn. Cam đỏ tím vàng gì không cần biết. Nguyên liệu đồ thì ôi Phê lắm. Hey, để ăn xong cái triệu hồi này cái mỗi ngày thì vô các bạn nên lấy 24 rương này nha. Đây, rương 24, rồi rương 4 với 12 thì các bạn quá vô tư rồi hả? Đó, cái này thì được đan thần binh các bạn ơi. Ok, đan thần binh. Thần binh của mình thì đang xài thần binh đỏ hả? Nhưng mà lâu lắm rồi không có ấy. Thấy hôm nay đang có event nè, nên là tính là nuôi lại ạc thôi. Ạc giờ mà nếu mà đầu tư lại thì chắc cũng lên được 17-18 tỷ lực chiến á. Tại vì hổng gài cũng bỏ, không phải bỏ mà vẫn tham gia hoạt động, vẫn chạy nhiệm vụ, vẫn này kia cái nọ. Nhưng mà tại vì mình sống thầm lặng vài hôm các bạn. Ok, ăn nè ha. Đấy, với lại hổng gài cũng bận một số việc nên là không có up ạc lên. Ạc hổng gài bỏ phế. Uầy, chuyển bữa chơi ngu các bạn. Chơi ngu chuyển bộ xài bộ này cho nó đi ấy. Nhưng mà quên cái tóc công nó nằm múc ở dưới này nè. Với lại tóc công nó cũng không bằng hồi công các bạn ơi. Cái bộ của Zoro vẫn là cái bộ chân ái nhất nha các bạn. Ôi ôi, tóc công với lại nó hồi công lại. Trời ơi, chán gì đâu luôn á. Ok, ủa mấy cái này mấy cái dòng ôi, cái bộ này heo tẩy hết luôn rồi. Nhưng mà heo sau khi mà chuyển qua mấy cái khác thì bây giờ nó đồ nó ra là nó mất hết đá rồi các bạn. Đồ thì nó vẫn quay lại là đồ cũ nhưng mà đá đồ này nọ. Ôi, heo tẩy nè, tóc công hồi công đồ rồi giảm đồ này nọ. Nhưng mà ôi, giờ nó quay lại thì nó mất hết sạch luôn. Shiba. Thôi thì đành đi kiếm nguyên liệu lại để mà gầy là một bộ khác các bạn ơi. 11 tỷ lực chiến á, 11B á, mà nó rớt xuống còn có 9B6 à, 9 tỷ mấy à. Chán thiệt luôn á, rớt 1 tỷ mấy lực chiến. Đó là hổm gầy cũng kiểu buồn, buồn tối tăm mặt mày. Ngày nay thì đang có nạp siêu cấp nhận con Perona nha mấy ông ơi. Ok, Perona. Ê, nhìn thì thấy khá là ngon đấy. Nhưng mà chưa biết là nên lượm móc này hay móc này. Nhưng mà chắc là lấy móc này. Nếu mà móc này là 1 triệu từ móc này trở xuống là lượm hết là 2 triệu để coi, nếu không thì mình lượm 1 triệu. Hoặc là nếu được thì mình lượm luôn mấy móc này. Mấy móc này thì chủ yếu là lượm lấy cái hùng bia nè các bạn. 1 triệu 7 1 triệu 8 đấy, 1 triệu 9 mấy, 1 triệu 8 mấy, 1 triệu 9 mấy vậy đấy. Đó. Thì là lấy cái móc này không cũng được. Chủ yếu là nâng con Perona lên 7 sao, đó là ông 3 sao. Rồi, nhìn mặt kìa. Điểu ác không? Trời đất ơi. Chụp lần cái. Có luôn cả hồn của con Perona nha. Nhìn nó baby đã lắm. Heo chưa xài, chưa biết các bạn ơi. Này, để coi nó là xạ hữu. Nhưng mà xạ hữu hàng sau nha các bạn. Hollow rút 20% sĩ khí của kẻ địch xung quanh và đẩy lùi chúng ra xa, đồng thời khiến chúng rơi vào trạng thái trầm cảm, xóa bỏ toàn bộ hiệu ứng có lợi. Ui,
Con này ngon đấy. Ôi, con này mà bây giờ mà bỏ con Aoki hay là không, bỏ con Aoki đi. Đúng rồi, bỏ con Aoki ra là ok đấy. Cho ăn học đầy đủ hoặc là thay cho con Sanji cũng được nha. Nhưng mà để coi, nó là xạ hữu mà sao thấy thấy nộ là đi rút nộ người khác nè ha. Xóa bỏ trạng thái có lợi nè ha. Rơi vào trầm cảm mặc định vậy nè. Kỹ năng mini zombie khiến ba kẻ địch có sĩ khí cao nhất rơi vào trạng thái hoảng loạn trong 10 giây. What the hell? Má 10 giây thì còn chơi gì nữa. Quay sang tấn công lính mình luôn. Đồng thời giảm 20% thủ vật và thủ phép của chúng trong 10 giây. Trời trời trời. Kỹ năng Toki Holo mỗi giây giảm 1,5% máu tối đa của đối thủ trong 6 giây. Thôi không kệ, giảm cũng không nhiều. Và có 80% giảm 15 sát thương của kẻ địch dính chiêu. Đồng thời có tỷ lệ 50% ngăn không cho kẻ địch hồi sĩ khí. Quay, con này nên chơi các bạn ơi. Nó ngon hơn con Big Mom với lại con Yamato nhiều nha. Tăng cho bản thân và đồng minh hệ hiện xạ 15% công phép và hủ phép. Đồng thời mỗi giây tăng 10 sĩ khí. Búp sĩ khí nữa à. Vậy thì nó là nó đang búp cho con A xe à. Ôi, tôi vừa tính đổi A xe để lấy con khác nhưng mà vậy thì A xe à. Tại sao đây? Giờ làm sao đây? Giờ tính sao đây? A xe thì sát thương vật lý à, nhưng mà con kia thì nó sát thương phép. Ủa vậy cái chiêu 4 của nó có nên lấy không ta? Thôi để ra đi. Đó. Đây. Hôm nay sẽ ăn cái hâu tớ mát quỷ nha các bạn. Ui, hâu tớ mát quỷ từng này cũng khá là hôm nè. Gì đây? Biển đồ bí ẩn A xe được 1 con, được 2 con A xe, được 3 con A xe, được 4 con hả? 3 5 con. 5 con dưới đây 11 con A xe. Ui. Được 1 con Big Mom, rương trát quỷ tự chọn 1 cái. Rồi ui, đồ trát quỷ của Sanji, cái lon cát không. Tiếp lại coi 1 2 3 4 5. Đúng rồi, 9 cái. Ok, dưới đây nè, đây rương tướng Bạch Kim tự chọn à, đây rương Kaido Cam. Heo đang có một rương Kaido Cam rồi. Bây giờ thêm ui hình xăm 3 sao nữa. Ok, đáng chơi các bạn ơi. Thì hùng bia thì đang có đâu mất mẹ nó rồi. Đang có 300 mấy. Thôi xả hùng bia đi. Đây với lại nâng một con cho nó lên cao luôn. Nâng tiếp cho con A xe ha. Ui được rồi 300 hùng được rồi quá. 300 hùng. Để heo nâng con A xe nó lên màu xanh đi. Heo không thích màu xanh này, heo thích màu xanh kia. Này, để auto cho nó lên màu xanh kia cho nó đẹp. Đợi heo tí nha. Rồi, nãy giờ gom cũng được 215 cái la bàn các bạn ơi. Còn khoảng 9.000 mấy thể lực nhưng mà để coi. Này, chơi cái này thì cứ mở thôi. Chừng nào mở được cái viên này thì mình qua vòng ha. Còn xui thì thôi, nhưng mà cái mà cách mà để mà tiết kiệm nhất là các bạn cứ mở bốn góc cho heo, xong rồi chúng ta mở vô ở giữa, xong rồi chúng ta sẽ đâm qua mấy cái góc kế bên. Rồi cách này cũng như cứt luôn. Ok, không xài được, thường là nó sẽ không tắm một lần trên một dòng sông. Ok rồi, đó thấy chưa, dưới góc dưới này mở. Giờ thì nó sẽ không nằm ở dưới đây, cũng không nằm ở đây, cũng không nằm ở đây luôn. Đó, nó sẽ nằm ở mấy góc này nè, ba góc này. Ok, nó nằm ở giữa. Wow, nó tổng là tới 50 tầng luôn nha các bạn ơi. Sợ là kỳ này không đủ cái thể lực mà ăn nó chứ. Đây, cứ đủ phải không? 50 tầng đúng không? Ui, 70 tầng luôn hả? Chết mà, chưa 70 tầng thì chắc là hết đống thể lực này luôn, ăn không được hoài.
Sữa hả? Bị quân cách mạng đạp về giết hả? Ây da, ok. À, rồi rồi rồi, tới công chuyện rồi, 5 phút nữa ra đập tiếp. Nhưng mà giờ ạc của heo, giờ ạc đập mấy ông top không không xi nhê các bạn ơi. Ồ, kiểu giờ nó xuống cấp trầm trọng á, nên là ui, cần phải tu bổ, cần phải tu bổ lại gấp. Đây, giờ mà kiếm một bộ 4 sao cái gì, một bộ ngon ngon ha, cho con Sanji ha. Ôi dồi ôi. Rồi con Kaido cái gì con ấy của heo là bây giờ con gì quên mẹ nó rồi. Con Verona mà bây giờ mặc đồ bộ set của Kaido thì đẹp. Hết nước chấm. Ôi dồi ôi, nó nằm ở giữa. Đấy, wow, thâu tóm hải tặc nha. Ok, từng này thâu tóm hải tặc đen khá là ngon. Nhưng mà nó tới tầng 70 lần mấy ông ơi. Tới tầng 70 thì coi bộ cũng hơi chua à. Ôi, lại nằm ở giữa à, đúng là sao ta nói là không tắm hai lần trên một dòng sông. Mà cuối cùng là ta thấy nó tắm trên một dòng sông đỏ. Đó, bởi vậy. Ok, rồi đi ra hai bên đó. Ít khi nào ở trên góc dưới này lắm. Nên là các bạn ủa, chị trên này, trời ơi, mới nói luôn. Ui, nhiều đồ lắm các bạn ơi. A-ship, đồ đá, đồ rất nhiều ha. Bên này, vậy là dưới này rồi. Rồi, hay chưa. Ui. Đó, đây, kinh nghiệm đi Ừ, mà cũng hên xui lắm các bạn ơi. Đấy, hai lần là không ra ở trên góc rồi đúng không. Đó. Có không, bên này. Ồ, dưới này luôn hả. À, nó không ra ở trên là không ra ở trên mà. Đây, ở trên. Đó, lại không ra ở trên nữa. Ok, để ở dưới này. Ok, ui, đấy. Phải nằm ở trên. Phải nằm ở trên. Đó, ra rồi. Không để ý, không để ý. Mới tới tầng 20 rồi mấy ông ơi. Mà hết gần một mớ đồ rồi. Phải khô máu, phải khô đồ thôi. Ok, thâu tớ mát quỷ đợt này khá là hôm nha. Anh em, ui, đá đồ kìa, ui. Ok, sự kiện lần này thơm. Còn hoạt động đồ update thêm hình như là tính năng mới nữa các bạn ơi. Game ngon đấy, nhưng mà để video sau đi. Có gì heo coi, heo đầu tư con Verona. Xong rồi chúng ta sẽ đến với cái cập nhật mới của game ha. Chứ giờ mình đang ăn cái event. Mình bàn cái chuyện xa xôi quá. Ôi, 50 tầng của bộ hơi chua rồi đấy. Hơi khoai rồi đấy bộ ơi. 70 tầng là cũng hơi khoai rồi đấy. Trời ơi, không đủ chìa luôn kìa. Ôi. Rồi, thấy vậy là phải thôi, để heo chạy cho nó hết luôn cái. Ở đây còn có 40 rương nè, để ta ăn luôn coi đội. Ok, 40 rương được có 2000 bia. Đó là thấy hiểu rồi đó. Hồi nãy 300 là được 42000. Ui, để heo cho xả hết cái này cái. Chắc quả may đủ. Rồi, khô máu hết luôn thì nó còn đây, tới đây các bạn ơi. Ok, 200 mấy ha. Rồi, để coi ăn được hay không. Ăn được thì mới ngon, còn ăn không được thì hên xui. Hy vọng là nó cũng được tới tầng 70 mấy chứ. Hết rồi. Nè, còn có 35 thể lực rồi các bạn ơi. Wow, chua lắm, chua lè luôn. Ok. Giờ thì ta nói trước mắt là ta nói sẽ chúng ta ăn xong cái này và được thì chúng ta ghé ngang qua cái event coi xíu ha. Nếu chiều nay heo rảnh thì để coi được thì ghé ngang mình tận hưởng nguồn đam mê tiếp. Ủa, nó nằm ở đâu ta? Không phải ở đây à? À, dưới này. Ok. Wow, tầng 39 rồi anh em ơi. 39 cho 40, còn 30 tầng nữa. Ảo thật đấy. Nó sắp không theo cái quy luật gì hết. Ok. Đấy, nó không theo quy luật thì mình cũng không theo quy luật theo nó. Đó, ok, 2 miếng. À, giờ nó nằm giữa. Ok, nằm dưới. Ok.
nằm giữa. À ui, 40 mấy rồi, còn 30 tầng nữa mấy ông ơi, mà còn có 150 ha. 30 tầng mà 150 chắc là phải đóng thêm 100 rương cái gì, 100 cái hùng bia nữa thì quả may quá. Hên thì gom đủ một con A xe 7 sao, còn đâu? Nó tới đâu rồi? Nó tới 46 rồi hả? Dù chà, 46 là nó mới có tới tới đây à. Ủa nó còn nhiều lắm. Ui, 46 thì nó còn 20 mấy tầng rồi, không đủ rồi. Ok, nhưng mà để coi ăn được con ê, có khi nào mình bấm về cái đúng cái chỗ đó nó ra, nhưng mà bây giờ nó thấy mình cái đầu nó né, nó chạy chỗ khác không anh em? Ờ, heo sợ là sợ vậy đó chứ, kiểu như nó né mình á. Ừ, đó, thấy chưa, thần giao cách cảm đồ này nọ. Ok la, ồ ừ. Đấy, uầy, được thêm 5 rương nữa kìa bộ. Rồi, hết A xe rồi đó, hết A xe rồi đó. Rồi, bây giờ mình xả hết thùng bia ha, giờ mình để mình kiếm cái trang bị Kaido. À, giờ là đi kiếm cái trang bị Kaido nè, đó. Mấy cái này giờ là khỏe rồi, bây giờ là mình kiếm cái trang bị Kaido. À, tuy là trang bị cam thôi nhưng mà hai món thì nó cũng kích được một cái dòng nào đó nha. Mai chiều thì mình nếu mà có thâu tóm nữa thì mình chờ quà gá tiếp. Trời ơi má, đúng né luôn á, thiệt nó đúng né luôn các bạn. Ừ, mình mở hết vòng vòng luôn mà mình chừa cái lỗ đó cái nó né. Ừ, trời ơi, nó ra đúng cái lỗ đó thôi. Ôi nè, thấy không, đá vàng nè. Ừ, giờ là heo phải đang tích lại cái đá vàng đó các bạn, kiểu như là chơi ngu hôm bữa đó. Ừ, giờ là phải tích lại xong rồi tẩy lại. Ừ, chứ giờ ạc đang yếu lắm, thiếu rồi. Giờ là bây giờ là nó sai, là nó sai cái dòng rồi các bạn. Ừ. À, nên là bây giờ phải chờ và tẩy lại cái dòng đó. Ừ, giờ là chắc gán kiếm một bộ san, xong rồi lên 2-3 bộ của con wow, tới đâu đây, tới 60 không, chắc không đủ 60 quá. Ừ, giờ là phải đóng thêm rồi. Ui, thấy chưa, càng lên cao đồ càng ngon bồ ơi. Được một con bích mơm, ui hồn của bích mơm luôn. Wow, heo đang hiếu. Ui nào nào, y mở hết luôn, mở hết luôn. Wow, heo đang hiếu hồn bích mơm các bạn ơi. Trời ơi, đồ ngon. Ui, ta đang hiếu cái hồn của bích mơm luôn. Đâu rồi, trời ơi, không có hồn của bích mơm hổm rài. Ôi, đóng vô, đó. À được cái chứ, đang hiếu kim cương tím nè. Giờ không biết làm sao đi kiếm được cái kim cương tím nè anh em. À, ok, giờ là còn hiếu trái quỷ của Aoki ha. Là đủ cái team là có trái quỷ rồi đấy, thì có cái hồn rồi đó. Uầy, nhìn tới đây là thấy đau lòng. Nó nên đi bộ của không, tại hôm bữa là nó của đồ này là của con ấy. Sau đó là heo mới chuyển sang heo cho nó đi tóc công. Nhưng mà thôi, chuyển qua chuyển lại bây giờ nói chung là sai lầm rồi, đừng nên chuyển là nó thiếu đủ thứ hết. Rồi giờ đi nâng thử con A xe cái nha các bạn ơi. A xe không biết đủ chưa nữa đây, tăng sao 17, giờ là hiếu 15 hồn nữa. 17, trời ơi không đủ rồi, 17 giờ có 11 à. À, thiếu 4 con nữa các bạn ơi. Này là con Aoki hả? Thiếu 4 con nữa. 4 con giờ kiếm ở đâu ra? Này là rương trang bị cam, này là rương chọn thần binh trang bị. Ở đây auto nè. À, cái hẻ này thì các bạn nên mua nha các bạn ơi. À, cái hẻ đó là các bạn nên mua nha. Avida, Brook. Ôi, không ra đồ ngon. Ồ, PV, Marco. Ok, rương chọn trái ác quỷ. Còn 13 rương này, mở nữa thì chắc nó cũng không ra đâu quá. Rương trang bị bóng tối. Hồ linh hồn thì chọn nè, một đống luôn nè bồ. Ôi, hình như là nay trong này là a gì. Ôi, linh hồn Zoro nằm trong này hả? Zoro thì heo có một nùi rồi. Thôi cứ tích đi, sau này thì nó cũng sẽ vô đây thôi. Để đi. Y nã à... Đây, cái rương auto thì nó nằm ở trong cái shop ưu đãi. Nè, đây nè.
hôm bữa heo mua thì nó còn lại hai cái đó, để từ từ. Ây, rương lever cái này 400, có cơ hội nhận một tướng đỏ nhưng mà méo có chọn. Ở đây thì có cơ hội nhận được một tướng đỏ. Nếu mà mua hai cái này mà nó ra được cái con mình cần thì mình cũng ráng mà mua, nhưng mà quan trọng là nó không có đó chứ. Nó không ra được đúng cái con mình cần đó chứ. Thâu tóm, hai còn 13 rương hiện giờ nó đang tầng bao nhiêu, tầng 60 mấy, kéo hết thì nó cũng không lên đủ. Thôi, để nó đi. Ai, xì bà. Ui, con A xe, còn 4 hồn nữa là đủ. 4 hồn nữa thôi, đi kiếm ở đâu đây? Đi kiếm ở vòng vòng trong này có không ta? Đây, event nè ha, Berona. Lộn rồi, mỏ không có đâu, sự kiện. Tổng tiêu, ok. Rồi, không có con A xe nào luôn. Ở đây đăng nhập 7 ngày. Ôi, Miho hôm bữa mới ăn xong một đống con. Hộp gà không có nạp luôn các bạn ơi, đang chờ. Đây có một viên đá đổi rương mà thiếu rương nên là không có đổi được bộ san. Thôi, để nó đi. Chiều rồi để coi heo rảnh này, heo vào, heo tiêu phí sao. Để coi, để coi. Vô đây. Ui dồi ôi, đá đột phá. Ui, cũng được luôn. Bộ này ngon không? Rương thần binh cam. Thôi dưới này đi con. Trời ơi. Ok, thôi bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Giờ tới lúc... Trời ơi, má hiếu 4 hồn nữa.